Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình khởi động ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Chương trình khởi động ngày mới thứ năm, ngày 7 tháng 10 có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Xã Hua Bum, huyện Nậm Nhùn triển khai nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập lây lan vào địa bàn. Ngay từ những ngày đầu của năm học mới, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lai Châu đã chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường học trên địa bàn tỉnh để có kế hoạch tổ chức các buổi ngoại khóa, tuyên truyền và ký cam kết chấp hành pháp luật về an toàn giao thông. Vừa rồi là những thông tin chính có trong chương trình. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 6 tháng 10, tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh quán triệt triển khai thực hiện các quy định, quyết định, kết luận, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 13, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và tỉnh ủy. Việc quán triệt triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh giúp cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp, cán bộ đảng viên nắm vững và triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương về công tác xây dựng đảng, đảm bảo sự thống nhất về nhận thức và tổ chức thực hiện đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy chính quyền các cấp, trách nhiệm hiệu quả, thực hiện nhiệm vụ của cán bộ đảng viên trên cơ sở các nội dung đã được quán triệt. Tại hội nghị, tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch số 40 triển khai thực hiện các quy định, nghị quyết, kết luận, hướng dẫn của Trung ương. Theo đó, tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra cấp ủy, cán bộ đảng viên trong đảng bộ tỉnh triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc, toàn diện, đạt chất lượng, hiệu quả các quy định, quyết định, kết luận, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương và của tỉnh ủy. Trước hết, rà soát sửa đổi bổ sung ban hành mới quy chế làm việc của cấp ủy, tổ chức đảng, quy chế làm việc của ủy ban kiểm tra cấp ủy, quy chế công tác dân vận, cụ thể hóa kết luận số 14 ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo vì lợi ích chung, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, việc thực hiện các quy định, quyết định, kết luận hướng dẫn của Trung ương và kế hoạch của tỉnh ủy, định kỳ, sơ tổng kết theo chỉ đạo của cấp trên. Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính về việc bổ sung cơ chế để học sinh sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn được xem xét vay vốn ưu đãi từ gói tín dụng 7.500 tỷ đồng để mua thiết bị học tập phục vụ học trực tuyến. Dự kiến tổng nguồn vốn bố trí để cho vay là khoảng 3.500 tỷ đồng. Nằm trong gói tín dụng 7.500 tỷ đồng nói trên từ nguồn vay tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo nghị quyết số 68 năm 2021 của Chính phủ để cho vay trả lương người lao động. Mức cho vay được đề xuất tối đa là 7 triệu đồng trên một học sinh sinh viên. Thời hạn cho vay dưới 1 năm, lãi suất cho vay là 0% một năm, lãi suất nợ quá hạn là 6,6%, bằng với mức cho vay ưu đãi đối với hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách Xã hội hiện nay. Bộ Tài chính dự kiến thời gian giải ngân là từ quyết định của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2022. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2022. Theo đó, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 được tổ chức cơ bản giữ ổn định như năm 2021. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì toàn bộ công tác tổ chức thi tại địa phương theo khung thời gian tổ chức thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Thời gian tổ chức kỳ thi tại các tỉnh có thể được xem xét điều chỉnh phù hợp với tình hình dịch bệnh tại địa phương. Nội dung thi nằm trong chương trình giáo dục trung học phổ thông hiện hành, chủ yếu là chương trình lớp 12, không bao gồm các nội dung được tinh giản nhằm phục vụ dạy và học ứng phó dịch COVID-19 mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố. Các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng thực hiện quyền tự chủ trong tuyển sinh, thực hiện công tác tuyển sinh theo đề án tuyển sinh của trường, đảm bảo công bằng cho các nhóm đối tượng và các phương thức tuyển sinh. Thưa quý vị và các bạn, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam vừa nâng cấp ứng dụng VSSID Bảo hiểm Xã hội số, trong đó bổ sung thêm chức năng dịch vụ hỗ trợ người lao động theo nghị quyết số 116 từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp. Chức năng này áp dụng cho người lao động đã nghỉ việc nhưng đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp. Theo đó, người lao động sau khi đăng nhập ứng dụng VSSID có thể vào mục dịch vụ công, chọn hỗ trợ COVID-19 theo nghị quyết số 116, sau đó làm theo hướng dẫn. Ngoài ra, người lao động cũng có thể thực hiện thủ tục trên tại cổng dịch vụ công Bảo hiểm Xã hội Việt Nam khi đã đăng ký tài khoản. Sau khi đăng nhập, người lao động vào mục kê khai hồ sơ tới danh sách thủ tục, chọn mã thủ tục 653, hỗ trợ người tham gia bảo hiểm thất nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, chọn kê khai và làm theo hướng dẫn. Theo Tổng cục Hải quan, trong quý 3 vừa qua, 7 thủ tục hành chính mới đã được triển khai với hơn 183.000 hồ sơ được xử lý và hơn 1.600 doanh nghiệp tham gia.
Tính đến ngày 15 tháng 9, 233 thủ tục hành chính của 13 bộ ngành được triển khai trên cơ chế một cửa quốc gia với hơn 4,08 triệu hồ sơ của hơn 49.300 doanh nghiệp tham gia. Ngoài ra, Tổng cục Hải quan cũng đang chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật để sẵn sàng trao đổi thông tin tờ khai hải quan ASEAN và chứng nhận kiểm dịch thực vật theo kế hoạch. Hai chứng từ này sẽ dự kiến được kết nối trao đổi trong năm nay. Với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, người dân và doanh nghiệp thực hiện giải quyết thủ tục hành chính khi có nhu cầu, tiết kiệm thời gian chi phí, giúp cho hoạt động của cơ quan nhà nước được công khai minh bạch, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Ngày hôm qua mùng 6 tháng 10, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 của các cơ quan nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2021. Yêu cầu hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng hiệu quả 100% các công trình dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện lên mức độ 4 tại các cơ sở ban ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện thành phố, Ủy ban nhân dân các xã thị trấn trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Phát huy vai trò tích cực, chủ động của người đứng đầu cơ quan đơn vị trong quá trình chỉ đạo triển khai, xác định cụ thể các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện và trách nhiệm của từng đơn vị trong việc thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và chất lượng dịch vụ công trực tuyến trong phạm vi toàn tỉnh. Tăng cường công tác phối hợp giữa các sở ngành và địa phương, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp, nâng cao các chỉ số thành phần về hiện đại hóa hành chính. Thực hiện công văn đề nghị của Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi và Liên đoàn Lao động tỉnh Lai Châu về việc hỗ trợ tiêu thụ tỏi Lý Sơn nhằm chung tay giúp đỡ nông dân huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, Liên đoàn Lao động huyện Mường Tè đã phát động trong đông đảo đoàn viên công đoàn, cán bộ, công chức viên chức lao động. Với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, người Việt Nam tự hào, ưu tiên dùng hàng Việt Nam và kết nối nông sản, san sẻ yêu thương, cùng nhau vượt qua đại dịch. Kết quả, các cấp công đoàn huyện Mường Tè đã tiêu thụ 1,7 tấn tỏi Lý Sơn với số tiền trên 100 triệu đồng. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên 9 tháng đầu năm nay, lượng bệnh nhân đến khám chữa bệnh thông thường tại các bệnh viện, trung tâm y tế trong tỉnh giảm sâu. Cụ thể, toàn tỉnh khám chữa bệnh cho gần 706.000 lượt người, giảm 81.000 lượt người so với cùng thời điểm năm 2020. Theo lãnh đạo ngành y tế, phòng chống dịch COVID-19, nhưng các cơ sở y tế cũng phải đảm bảo hoạt động khám chữa bệnh, tránh việc bệnh nhân sợ lây nhiễm mà ngại đến khám và điều trị bệnh. Nhiều loại bệnh còn nguy hiểm, gấp gáp hơn COVID-19 rất nhiều. Nếu không được cấp cứu kịp thời sẽ rất nguy hiểm. Theo đó, tại các cơ sở y tế đã tích cực chuẩn bị các điều kiện, phương án thực hiện, song hành nhiệm vụ chống dịch và khám chữa bệnh cho người dân. Tổ chức phân luồng, khám sàng lọc cho tất cả những người vào viện, nhất là lấy mẫu test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho những trường hợp có biểu hiện nghi ngờ. Xác định chương trình OCOP có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng các thương hiệu, nhãn hiệu nông sản và tăng thu nhập cho người dân. Trên cơ sở tiềm năng lợi thế, huyện Phong Thổ đã tích cực hỗ trợ các chủ thể xây dựng chương trình sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn theo khung của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Trong năm 2021, huyện Phong Thổ đăng ký 16 sản phẩm tham gia chu trình OCOP, trong đó có 13 sản phẩm tham gia lần đầu. Đến thời điểm này, toàn huyện có 8 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP từ 3 sao đến 4 sao. Trong đó sản phẩm 3 sao gồm ruốc cá hồi xương yến, cá hồi phi lê xương yến, cá tầm cắt khúc xương yến và 3 sản phẩm được nâng hạng 4 sao của Hợp tác xã Chè Biên Cương. Việc thúc đẩy hiệu quả chương trình OCOP trên địa bàn huyện Phong Thổ là động lực, là tiền đề quan trọng để huyện tiếp tục phát huy nội lực, tiềm năng, thế mạnh sản phẩm đặc trưng riêng có của địa phương, từng bước thúc đẩy kinh tế xã hội ngày càng phát triển. Thời gian vừa qua, ngành thương mại dịch vụ trên địa bàn huyện Than Uyên tuy chịu ảnh hưởng do dịch COVID-19, song vẫn đạt mức tăng trưởng cao hơn cùng kỳ năm 2020. Các loại hàng hóa dịch vụ trên thị trường đảm bảo đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân cả về số lượng và chất lượng. Huyện đã tập trung chỉ đạo các lực lượng chức năng quản lý thị trường, tăng cường các hoạt động kiểm tra, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Chỉ đạo kiểm tra được 95 cơ sở sản xuất kinh doanh, phát hiện và xử lý tại chỗ 4 cơ sở. 24 vụ vi phạm về kinh doanh như hàng không rõ nguồn gốc, hết hạn sử dụng. Xử phạt vi phạm hành chính trên 100 triệu đồng, tổng doanh thu thương mại dịch vụ 9 tháng đầu năm trên địa bàn huyện ước đạt trên 516 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, trước những diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 thời gian qua, xã Hu Bum huyện Nậm Nhùn triển khai nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập lây lan vào địa bàn, trong đó tăng cường tuyên truyền tới bà con các dân tộc về diễn biến của dịch bệnh
vận động người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế thông qua các buổi họp bản, chi bộ trên hệ thống loa phát thanh của bản, xe lưu động, tờ rơi, nội dung tuyên truyền phù hợp, ngắn gọn, dễ hiểu, từng bước nâng cao nhận thức của người dân về phòng chống dịch bệnh COVID-19, không xuất cảnh trái phép. Là địa phương có đường biên giới dài 14,7 km giáp với Trung Quốc, có nhiều đường mòn lối mở. Vì vậy, cấp ủy chính quyền xã phối hợp cùng với đồn biên phòng, công an xã, lực lượng dân quân tự vệ tăng cường tuần tra kiểm soát chặt chẽ, nghiêm ngặt số người ra vào tại các đường mòn lối mở. Xã cũng đã thành lập 6 tổ tự quản tại 6 bản. Các thành viên trong tổ thay phiên nhau trực 24/24 giờ, thực hiện đo thân nhiệt, khai báo y tế khi người dân vào địa bàn nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch kịp thời. Từ đầu năm đến nay, hơn 160 lao động của xã đi làm ăn, buôn bán ngoài tỉnh, sau khi trở về địa phương đều có ý thức khai báo y tế và thực hiện tự cách ly, theo dõi sức khỏe, theo sự hướng dẫn của cán bộ y tế xã. Đến nay, xã không có ca dương tính với COVID-19. Làm cái cổng cấm người ra vào, thì bà con cũng chấp hành, mà những người ra vào thì xa vào thì cũng phải là có cái giấy kiểm dịch, thì gọi là tiết COVID thì người ta mới gọi là mới đưa vào trong bản. Quản lý gần 25 km đường biên giới, 7 cột mốc, đồn biên phòng đứng chân trên địa bàn của xã Hua Bum đã cắt cử cán bộ chiến sĩ tham gia 3 chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên tuyến biên giới, nhất là kiểm soát người nhập cảnh trái phép, không để dịch lây lan từ bên ngoài biên giới vào địa bàn. Bên cạnh đó, xã cũng đã thực hiện rà soát, nắm rõ nhân khẩu cư trú trên địa bàn, lập danh sách tất cả những người dân địa phương đang học tập, lao động, khám chữa bệnh, thăm thân ở các tỉnh, thành phố khác và ở nước ngoài. Cập nhật thông tin hàng ngày để quản lý theo dõi, phân loại, đối tượng và có kế hoạch cách ly phù hợp, đảm bảo chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong mọi tình huống. Phối hợp với đồn, biên phòng Hô Bum để tuyên truyền vận động bà con thực hiện tốt phòng chống dịch trên địa bàn, nên là bà con không đi ra khỏi địa bàn và cũng không đi những nơi mà có dịch, và đi ra ngoài thì phải đeo khẩu trang. Các cái trường hợp mà từ địa phương khác về thì cũng khi về thì cũng vào trạm khai báo y tế để đo thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe. Cũng trạm cũng hướng dẫn để cách ly tại nhà. Phấn đấu không để dịch COVID-19 xâm nhập và lây lan trên địa bàn, xã Hua Bum tiếp tục phối hợp với lực lượng biên phòng, công an trong việc quản lý nhân khẩu, tạm trú, tạm vắng, thường xuyên nắm bắt tư tưởng trong nhân dân, vận động nhân dân không ra khỏi địa bàn tỉnh, không vượt biên trái phép, vừa đảm bảo chống dịch, vừa sản xuất, phát triển kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua trên địa bàn tỉnh Lai Châu có hiện tượng một số đối tượng cầm đầu trong các đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết pháp luật hoặc do điều kiện hoàn cảnh kinh tế khó khăn của người dân, đặc biệt là người dân tộc thiểu số, đã đẩy mạnh việc dụ dỗ lôi kéo tham gia vận chuyển trái phép các chất ma túy. Rất nhiều người vận chuyển thuê các chất ma túy khi bị cơ quan chức năng bắt giữ điều tra truy tố xét xử đã chịu mức án cao, có nhiều trường hợp bị kết án tử hình. Hành vi này đã ảnh hưởng rất lớn đến gia đình, xã hội và công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Để tăng cường công tác giáo dục phổ biến pháp luật, phòng ngừa loại tội phạm này tiếp tục xảy ra trong thời gian tới, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh vừa ban hành văn bản số 16 về việc tăng cường tuyên truyền phòng chống tội phạm liên quan đến hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các cơ quan liên quan tăng cường tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp về các hành vi phạm tội và hình phạt tại chương 20 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định về các tội về tội phạm ma túy, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các thế hệ trẻ, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, người lao động tự do, người có nguy cơ cao về hiểm họa và tác hại của ma túy, nhất là các loại ma túy tổng hợp, ma túy đá, thuốc lắc, cỏ Mỹ. Đối với bản thân, gia đình và xã hội, huy động các nguồn lực giúp đỡ người cai nghiện ma túy thành công, có việc làm, phát triển kinh tế, tái hòa nhập với cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, cứ mỗi dịp bước vào đầu năm học mới thì tình hình vi phạm luật giao thông đối với lứa tuổi thanh thiếu niên học sinh trên địa bàn tỉnh có chiều hướng gia tăng, đặc biệt là tình trạng không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe hàng ngang, đi không đúng phần đường làn đường quy định. Chính vì vậy, đòi hỏi công tác phối hợp tuyên truyền giữa lực lượng chức năng và các nhà trường chú trọng triển khai thực hiện thường xuyên nhằm nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông cho học sinh. Có mặt tại khu vực cổng trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn vào lúc tan trường, có thể thấy rõ
không còn tình trạng học sinh tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định cũng như có hành vi gây cản trở giao thông khu vực cổng trường. Từ những hình ảnh này có thể thấy, ý thức của các em học sinh cũng như công tác giáo dục, tuyên truyền trong nhà trường đã phát huy hiệu quả. Với việc duy trì các đội xung kích làm nhiệm vụ điều tiết phương tiện khu vực cổng trường, đã không còn xảy ra hiện tượng các em học sinh đứng chờ nhau gây cản trở việc tham gia giao thông. Ở trong nhà trường thì các đoàn trường hay là các thầy cô giáo hàng năm, đầu năm thì cũng tổ chức cho chúng em giao lưu gặp gỡ với các cán bộ công an ấy ạ, để có thể tiếp thu được cái gọi là an toàn giao thông của, và hàng năm thì bọn em cũng đều có những cái bản cam kết để cam kết rằng là trong năm học đó hoặc là sắp tới chúng em sẽ chấp hành luật an toàn giao thông một cách an toàn nhất và hiệu quả đối với từng người ạ. Đối với trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, nhiều năm nay, việc thực hiện xây dựng văn hóa giao thông cho học sinh luôn được quan tâm thực hiện. Trong đó, trường đã thành lập các đội thanh niên xung kích với sự phối hợp của đoàn thanh niên, của các chi đoàn và giáo viên phụ trách thường xuyên hoạt động tại cổng trường để hướng dẫn học sinh, phụ huynh khi tham gia giao thông vào mỗi sáng và giờ tan trường. Ngoài ra, các nội dung về thực hiện an toàn giao thông đều được lãnh đạo nhà trường, phụ trách đoàn, đội lồng ghép vào mỗi buổi sinh hoạt hay lễ chào cờ đầu tuần. Vào đầu năm học, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cũng có chương trình phối hợp cùng với nhà trường tiến hành tổ chức cho học sinh ký cam kết thực hiện an toàn giao thông với nhiều nội dung cụ thể, thiết thực. Để tăng cường cái trật tự an toàn giao thông trong trường học, thì đoàn trường đã tham mưu với chi bộ đã thực hiện công tác tuyên truyền trong cái năm học vừa qua và đang thực hiện trong năm học này rất là tốt. Thực hiện tuyên truyền trong các giờ hoạt động ngoại khóa, trong các giờ chào cờ. Đấy, và có sắp tới đây thì đoàn trường đã tham mưu với chi bộ là sẽ mời các đồng chí bên Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lai Châu về phối hợp để nói chuyện với các em, tuyên truyền với các em về luật an toàn giao thông đường bộ. Ngay từ những ngày đầu năm học mới, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lai Châu đã chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường học trên địa bàn tỉnh có kế hoạch tổ chức các buổi ngoại khóa, tuyên truyền và ký cam kết chấp hành pháp luật về an toàn giao thông. Với hình thức này, tại các buổi tuyên truyền về luật giao thông, lực lượng chức năng sẽ nêu lên những nguyên nhân chủ yếu gây ra tai nạn giao thông, những hậu quả do tai nạn giao thông để lại và phổ biến các kiến thức pháp luật về an toàn giao thông liên quan cho các nhà trường. Phòng Cảnh sát Giao thông đã chỉ đạo đội tuyên truyền trực tiếp xuống các điểm trường ở địa bàn các huyện, thành phố để phối hợp công tác tuyên truyền. Chính vì vậy mà ngay từ đầu năm đến giờ thì cái công tác tuyên truyền đã được thường xuyên diễn ra và trực tiếp đối với các nhà trường trong cái thời gian vừa qua, nhằm cái mục đích chính là ngay khi đầu những tiết học đầu tiên của năm học thì để cho giáo viên cũng như là học sinh sẽ nhận thức được cái công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là quá trình tham gia giao thông làm sao được an toàn, thuận lợi trong cái năm học mới này. Có thể thấy, trong công tác đảm bảo an toàn giao thông tại các trường học, vai trò của việc tăng cường tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức về pháp luật giao thông đường bộ cho các em học sinh, từ đó xây dựng môi trường giao thông học đường văn minh và an toàn. Thưa quý vị và các bạn, Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên mới đây vừa công bố những bức ảnh chiến thắng trong cuộc thi ảnh toàn cầu năm 2021. Sau một năm gián đoạn do đại dịch COVID-19, cuộc thi ảnh toàn cầu Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên đã trở lại và thu hút hơn 100.000 ảnh dự thi gửi về từ 158 quốc gia trên thế giới. Nhiếp ảnh gia đến từ Vương quốc Anh đã giành chiến thắng chung cuộc với bức ảnh chụp một con khỉ đột đang tận hưởng cảm giác vui vẻ trong một ngày nắng đẹp khi mà hàng trăm con bướm bay lượn xung quanh mình. Giải thưởng do người đọc bình chọn thuộc về bức ảnh đom đóm của nhiếp ảnh gia người Ấn Độ. Đứng đầu hạng mục ảnh phong cảnh là nhiếp ảnh gia Brazil với bức ảnh về một con cá sấu caiman chết khô thuộc khu vực rừng Pantanal nằm ngay sát bên đường cao tốc ở một thành phố Brazil. Ở hạng mục ảnh nước, nhiếp ảnh gia Vũ Mạnh Cường của Việt Nam đạt giải danh dự với bức ảnh chụp từ trên cao cảnh một phụ nữ chèo thuyền giữa đầm sen. Những bức ảnh chiến thắng đều thể hiện vẻ đẹp rực rỡ và hùng vĩ của thiên nhiên, đồng thời đem đến những thông điệp sâu sắc về vấn đề bảo tồn môi trường. Tới đây thì chương trình khởi động ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Chương trình khởi động ngày mới cũng được chúng tôi đăng tải trên kênh YouTube và trên trang fanpage có địa chỉ chính thức Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Quý vị và các bạn có thể truy cập vào đây, đăng ký, theo dõi và chia sẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.
Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết ngày 7 tháng 10. Thành phố Lai Châu mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 30 độ, độ ẩm từ 60 đến 97%. Huyện Mường Tè, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ, độ ẩm từ 60 đến 90%. Khu vực huyện Sìn Hồ, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 27 độ, độ ẩm từ 60 đến 90%. Than Uyên, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ, độ ẩm từ 60 đến 97%. Khu vực huyện Nậm Nhùn, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ, độ ẩm từ 60 đến 90%. Huyện Tam Đường, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ, độ ẩm từ 60 đến 97%. Khu vực huyện Tân Uyên, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ, độ ẩm từ 60 đến 97%. Huyện Phong Thổ, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ, độ ẩm từ 60 đến 90%.